lâu. Ok. Không biết mọi người nghe mình chưa, nhưng mà mình thấy nó khá là lớn rồi đó. Ok. Bây giờ mình sẽ quay lại hành trình. Thì từ hồi nãy mình có quay á, nhưng mà mình thử lại cái mic đó thì mình hồi nãy mới quay mình không có thử, nên là mình cứ sợ là nó không có ra tiếng. Thế mà mình thử lại nó mới ra tiếng nên phải quay lại. Thì hành trình hôm nay chúng ta thích làm đó chính là làm nhiệm vụ của Blackbear. Và chúng ta cần phải làm gì ta? Làm nhiệm vụ nó thì mới được cái chứng bí tích. Nói chung là chúng ta đang làm cái nhiệm vụ của Blackbear để chúng ta săn chứng bí tích. Xô thiệt luôn, nãy qua test trước nên là sợ nên là mới tắt quay xong rồi mới coi lại thì mới thấy là nó không có sao hết trơn. Ok. Mình nói là cái đầu chơi farm khá là nhanh, nhưng mà là chỉ nhanh ở trong cái tắt cái block này đi nữa. Ok. Rồi chúng ta cùng speedrun farm này nè. Ba triệu phút hoa rồi nè. Các bạn nhìn vô cái khung nhiệm vụ của mình á, khu nhiệm vụ của check tầng thấp á. Nhìn vô đó thì nhìn vô cái nhiệm vụ cái chỗ màu xanh nó đang nâng lên á, là cái nhiệm vụ mình đang làm á. Thì nó kêu là chúng ta cần phải thu thập 20.000 phấn hoa, 20 triệu phấn hoa từ cái đồng này mình đang đứng nè. Thì cái nhiệm vụ của nó cũng bắt cũng khá là dễ. Làm nhiệm vụ không khó, chỉ cần bạn chịu khó. Cái nhiệm vụ này thì nó sẽ cần mình thu thập 20 triệu phấn hoa từ cái đồng vô tây, 20 triệu phấn hoa từ cái đồng nhện, 20 triệu phấn hoa từ cái đồng mà mình đang từ cái đồng tre, là cái nhiệm vụ mình đang làm ở đây luôn á. Từ cái đồng tre thu thập 20 triệu phấn hoa từ cái đồng cỏ ba lá, thu thập 20 triệu phấn hoa từ cái đồng hoa xanh hai, và từ đó là mình đọc mới miệng. Sau đó là thu thập 20 triệu phấn hoa từ cái đồng nấm. Rồi kế tiếp thì cái nhiệm vụ xong rồi nên khỏi đọc đi. Tiếp theo là thu thập 20 triệu phấn hoa từ cánh đồng hướng dương. Đọc mà mỏi miệng luôn á. Nghĩ là mình cũng làm nhanh thôi. Ui, hai con này nó ra nè. Lát nữa chứ biết nếu mà con Thunderbear nó hồi ở thì mình sẽ lên đánh nó cho bạn coi luôn. Tại vì hồi bữa mình có đánh nó nhưng mà cái mic của mình quên bật nên là nó không có tiếng. Ơi giời. Mình mong là nó sẽ có tiếng nha. Chứ đừng có tiếng nữa là buồn lắm. Trời ơi, đứa nào spam cái bảo mật nữa rồi, lag quá đi. Trời tối luôn rồi. Đây có bảo mật mà nó, đây có cái bảo mật mà nó trời tối là nó sẽ gọi là nó sẽ tắt keo ra mật đi á. Ừ. Mà bị không đỡ. Làm gì nó không có bị trắng đường. Thì đây mình mới săn được một con ong nữa chứ nè. Con ong lửa giúp tịch. Nó
chung là nó chỉ sử thi thôi chứ nó không có hiếm đâu, nhưng mà nó sử dụng một cái Star Jelly đó. Star Jelly mình đã sử dụng cái đó để mà nó hiện ra. Ok. Lâu nha. Ở đây chúng ta có đom đóm nè, nhánh đầu đang farm luôn. Với cái tiến độ farm này thì mình nghĩ là mình vẫn có thể làm xong cái nhiệm vụ. Thôi đúng rồi, có thể không. Ôi nó lag. Còn thêm cái nhiệm vụ ở cánh đồng, cái đồng cỏ ba lá thì hôm bữa mình đã farm 40 triệu từ cánh đồng đó, là nó là 20 triệu đó, chắc mình farm mà ít một thôi cũng được. Nói chung là easy, không làm khó được mình, chỉ cần bạn chịu khó. Trời, cái bơm nó nổi bùng. Cái con gà đang la lên, nó đang la thảm thiết trên cái núi kìa. Sắp làm món gà con quay rồi. Chỉ phấn hoa thôi, cố lên nè. Khi nào mình cày xong cái khi nào hết cái này đó thì chắc mình cũng cày xong cái tao nhớ cái nhiệm vụ cho nó. Chúng ta đóng lại rồi nữa mở ra chứ. Chúng ta đóng lại rồi nữa mở ra thấy nó lên nhanh lắm luôn á. Thì cái nè, giờ tao mở ra cái nó lên 10 triệu nè, tao không. Tên không? Cá luôn à? Cá luôn. Mình đợi xíu nữa đi. Phạm xíu nữa. Đây. 1, 2, 3. Yeah. 11 triệu luôn á. Chứ đừng nói 10 triệu. Như là chúng ta đã làm xong rồi. Tiếp tục chúng ta lại xong một nhiệm vụ nữa rồi. Rồi nó lag quá. Biết nãy giờ được mấy phút rồi ta. Mới có 3 phút rồi. Giờ mới phải làm thêm cái gì nữa. Ủa, nó hết cái bút ở cánh đồng mà ở cái đồng hoa hồng mà kìa. Thảm ơn qua game mình bóp khi dọc nó sẽ ra cánh đồng vô tay á.
hoặc là cánh đồng mà hoặc là cánh đồng nấm á. Nhưng mà nó không ra, nó ra cánh cánh đồng hoa hồng, mà cánh đồng hoa hồng nó không có nằm ở trong cái bảng trong đó. Ở đây có con gấu chỗ nào nè, có đứa nào để quên nè. Cái con đó nó sẽ phụ mình lượm token mà ơi, quá là hay luôn, quá là đỉnh cao. Nhưng mà mình không thích cái con đó, nó bán trong shop á, mắc lắm luôn á, bán với 2 2 ngàn, 2 ngàn vé lận, 2 ngàn vé chỉ cho một con gấu, con gấu đi theo mình cũng thể lên để làm màu. Với lại để cho nó phụ mình farm, mà đúng rồi, phụ mình farm. Ok đi ha. Nè, lắc bia ở đây nè, làm nhiệm vụ của nó. Nên bây giờ thì mà không có nhận trả được nó đâu, không có chơi ăn gian được đâu. Cái con gà kìa, mình đâu chụp cần nè. Đi vào dòng cho video nó kéo thời gian thôi chứ không có gì hết trơn. Có boss chưa ta? Trời ơi, 3 phút nữa, 30 phút nữa. Hay là bây giờ mình đi đánh kiến đi. Biết cái chỗ này nè. Mình thích đi đánh gấu, đi đánh gấu, đi đánh gấu đi. Đi gấu nè thì đi đánh gấu nó cũng sẽ đi đánh gấu nó cũng sẽ có một cái trứng trứng một phần trăm nhỏ, nó có trứng mít tích đấy. Tự nhiên còn bạn 8 phút nữa nó mới spawn, tại sao, tại sao? Chơi 8 phút nữa mới lên sợi bon. Bên kia là con bi, nó đang chớp mắt với mình. Đi về. Trù nó lát. Ok thì mình sẽ tạm dừng video luôn. Bạn nhớ đăng ký, nhấn like và chúc các bạn một ngày vui vẻ. Bye bye. Hẹn gặp lại những video lần sau.